chưa tới 10 triệu đồng, bà con sẽ sở hữu ngay cho mình một chiếc máy băm cỏ và một chiếc máy nghiền cám, đủ cho một trang trại bò cả trăm con. Chắc chắn rồi, và đây chính là... À không, hai chiếc máy này thì lớn quá. Ý em Ngân là máy băm cỏ nghiền C300 cơ. Mà lại được hai, phải nói là ai ai cũng mê tít. Xin chào tất cả bà con theo dõi kênh Máy Nông Nghiệp Bình Quân. Hôm nay thì Thu Ngân em sẽ mang tới một siêu phẩm 2 trong 1. Ta-da! Đây là một trợ thủ đắc lực dành cho nhà nông với tên gọi máy băm cỏ nghiền C300. Đây là một chiếc máy có thể băm cỏ mịn như cám và có thể nghiền cám mượt như cỏ. Đầu tiên, thoạt nhìn về em nó thì chắc chắn quý vị sẽ bị thu hút bởi màu sắc. Giữa tông màu chủ đạo là màu cam và màu xanh. Không những thế, với thiết kế khung và bệ đều được gia công tỉ mỉ bằng chất liệu sắt thép chịu lực tốt. Khi đó thì em Ngân có thể dễ dàng đu lên đây mà không hề hấn gì. Thiết kế của em nó thì có hai bộ phận chính. Phần thứ nhất đó chính là bộ khung máy, và phần thứ hai đó chính là động cơ kéo tải. Mà bác nào muốn mua tách riêng lẻ thì hoàn toàn yên tâm nha, bên em cũng đều có bán sẵn. Động cơ kéo tải ở đây thì sẽ có công suất từ 3 đến 3,5 kW. Năng suất băm cỏ thì có thể lên tới từ 100 đến 200 kg/giờ. Cho nên là nhà bác nào mà chăn nuôi trang trại khoảng 100 con bò thì vô tư sử dụng đi. Tiếp theo là về phần khung máy. Phía trên đó chính là toa nạp và phía dưới đó chính là hệ thống buồng băm. Hệ thống buồng băm của chúng ta được thiết kế khá là đặc biệt và quý vị cùng quan sát nhé. Chúng ta sẽ có 6 dao băm chính và kèm với đó là các lưỡi dao băm nghiền cực kỳ sắc bén và dày dặn. Hệ thống bao dao băm đặc biệt này kết hợp cùng với búa văng đập, từ đó sẽ giúp nghiền nhỏ, nghiền mịn thành phẩm bột cám, hay có thể băm cỏ siêu mịn như cám luôn đấy quý vị ạ. Và ngoài ra phía dưới của chúng ta là sẽ là sàng lưới lọc. Sàng lưới lọc này thì sẽ có 3 bộ sàng đi kèm với máy, và quý vị sẽ lựa chọn các chức năng tùy theo từng mắt sàng, giữa sàng băm cỏ tươi, sàng băm cỏ khô và sàng nghiền bột cám. Rất nhiều bác thắc mắc rằng liệu rằng 2 trong 1 thì khi nghiền băm cỏ có khỏe hay không, hoặc là nghiền bột cám có bị nghẽn máy hay không, thì bây giờ đây em Ngân sẽ test thử máy cho các bác xem nhé. Thấy đó, chỉ trong một thời gian ngắn thôi thì em Ngân đã thu về 2 thành phẩm giữa bột cám được nghiền nhỏ và cỏ băm của chúng ta. Và quý vị có thể sử dụng và áp dụng những cái thành phẩm này trong công đoạn chăn nuôi trâu, bò, dê, ngựa hay thậm chí là gà, ngan, lợn. Và quý vị có thể thấy là với những nguyên liệu được nghiền nhỏ như thế này thì sẽ giúp cho vật nuôi nhà mình được hấp thụ dễ hơn, và không những thế có khả năng là xuất chuồng sớm hơn nữa. Và với hai tính năng thì em máy băm cỏ nghiền C300 này sẽ có hai cửa xả riêng biệt, đó chính là một cửa xả cỏ và một cửa xả nghiền cám. Và thêm một chi tiết đặc biệt tiện lợi nữa thì đó chính là máy được di chuyển hỗ trợ nhờ 4 bánh xe, giúp quý vị có thể mang máy đi khắp khuôn viên vận hành dễ dàng và tiện lợi ở mọi nơi. Các bác hãy liên hệ ngay với em Ngân qua số điện thoại đang được hiển thị phía trên màn hình, số 0912342772 hoặc số 0915792332 để nhận tư vấn nhanh nhất, và đồng thời sở hữu cho mình em máy băm cỏ nghiền C300 này phục vụ cho trang trại chăn nuôi của mình. Em Ngân xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video lần sau. Máy Nông Nghiệp Bình Quân, trợ thủ đắc lực của nhà nông.